leo được gần lên tới dốc rồi các bạn. Mà gặp con dốc này kinh khủng quá. Chết đứng này. Trượt xuống dưới phát đã lăn xuống dưới luôn. Ui. 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 Cào thế à? Ui. Nốt dốc này thôi không? Ừ. Thiệt quá. Cái cây gì to ghê. À, có ong à? Tổ ong à? Tổ ong mật. Họ đang nuôi hay sao cô nhỉ? Tổ ong các bạn. Mà con đang nuôi. Ong à? Ong lỗ đó. Ong mật. Một tổ ong mật. Họ buộc thì họ giữ. Giữ cho ong nó đan tổ ở đây. Lấy mật đi nó để lại một ít đi. Sang năm nó lại quay lại nó làm tổ tiếp. Tiếp tục leo tiếp. Tiếp quá. À, lên tới rừng thông. Nó xuống kiểu gì đấy cô? Rồi, cảnh đây. Cảnh đẹp ghê. Đẹp mà không có sức để leo. Sáng ăn ủ bánh mì leo được lên là hết. Lên kinh khủng khiếp. Nhông nổi. Phải nghỉ tí. Công nhận lên được vườn sâm là cả một vấn đề. Không phải thích đi lại đi được đâu. Nhồm chân cho ngón vắt nào. Còn cao nữa kìa. Kiếp quá. Tắm thì đi cho phụ nữ cũng được chắc. Thế nào phụ nữ đi là kêu chị đi nhá. Yeah. Về nông dân thì về chứ nhưng mà dốc kinh khủng. Này mấy người tới đấy chưa? Cái bát gần mà. Cái bát gần hả? Cái bát làng tên hả? Làng tên hả? Đấy, của làng tên. Làng tên làng xa mà.
chị đi kia đi. Trên này có hổ báo gì không cô? À, không có. Có cái gì khu đây gần mà. Bị hồi báo. Bị trai đấy cần thể. Dốc. Kìa. Còn đoạn cao nữa. Này đấy cần đến hả? Làng cua họ trước ở đây á. Ừ, là đấy là ở trên đỉnh luôn. Ừ. Đỉnh là mình ngó bên kia cũng thấy phải không? Ngó bên kia thấy nhưng mà họ làm bên kia nữa kìa. À. Nhiều đấy bên kia nữa. Anh chàng cướp từ trước nó lại lùi ra. Cháu đi đấy nhớ cô. Tụt dốc với cháu rồi về. Phanh lại chứ. Nhân nhân là cây nó nhỏ hơn. Thôi, lên tí nữa lên vườn sâm đi quay. Giờ vừa cầm vừa quay leo không nổi.